Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm qua, Mỹ nói rằng sẽ cho phóng tên lửa phá tan con đập tam hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam. Kính thưa quý vị, chính phủ Mỹ nói rằng sẽ cho phóng tên lửa xuyên lục địa phá nát con đập tam hiệp của phía Trung Quốc nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn đem tàu chiến, đem giàn khoan xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam ngoài khơi Biển Đông. Đây chính là cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Biden, khi nói rằng sẽ bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á trước bối cảnh mà Trung Quốc liên tục bành trướng, trong đó có đối tác chiến lược toàn diện, đó chính là Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong những năm vừa qua, Mỹ rất tôn trọng Việt Nam. Mỹ nói rằng Việt Nam là một trong những nước rất quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam có đường bờ biển dài ở khu vực Biển Đông, giáp ranh với biển Trung Quốc, giáp ranh với phía Trung Quốc. Trong những năm gần đây, chính quyền ông Tập Cận Bình liên tục đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm vùng Biển Đông, nhất là lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam. Đây chính là lý do vì sao mà chính phủ Mỹ vô cùng quan ngại. Đứng trước bối cảnh và tình hình đó, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng sẽ cho phóng tên lửa xuyên lục địa, tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân và tên lửa tầm xa để phá nát con đập tam hiệp của phía Trung Quốc nếu như Trung Quốc còn bắt nạt các nước trong khối ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Cách đây khoảng một tuần, Ngoại trưởng Mỹ đã có một bài phát biểu nói rằng Việt Nam là một trong những đối tác cực kỳ quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Trước những năm 1975, Việt Nam và Mỹ có những hiềm khích và xảy ra chiến tranh. Nhưng từ khi thiết lập lại quan hệ và không còn chiến tranh nữa, Mỹ luôn coi trọng Việt Nam và Mỹ nói rằng Việt Nam là đối tác toàn diện trên tất cả các mặt trận. Hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam sang Mỹ rất nhiều trong những năm vừa qua. Đây chính là lý do vì sao mà tập đoàn của Mỹ như Apple, Microsoft trong những năm 2021 và 2022 sẽ đầu tư và hợp tác làm ăn với cả Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ cũng không quên nhắc nhở tập đoàn lớn nhất của Mỹ mang tên ExxonMobil, một trong những tập đoàn dầu khí lớn mạnh nhất trên thế giới, đã khai thác và hợp tác làm ăn với cả Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông. Nhưng nước Mỹ cũng nhấn mạnh việc khai thác làm ăn với Việt Nam là một trong những điều tuyệt vời nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dường như phía Trung Quốc đang ghen tị. Chính vì vậy mà trong suốt những năm tháng vừa qua, Trung Quốc tiếp tục điều tàu chiến giàn khoan, điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 9, điều máy bay và điều tàu dân phòng. Điều tàu dân binh mang theo rất nhiều vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng cùng tên lửa tiến ra vùng biển của Việt Nam để ngăn chặn các tập đoàn khai thác nước ngoài, trong đó có tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất của Mỹ mang tên ExxonMobil. Tập đoàn này đang hợp tác khai thác làm ăn rất tốt với tập đoàn dầu khí quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, phía Trung Quốc liên tục tỏ ra ghen tức. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết thì chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ động vào được Việt Nam vì chính phủ Mỹ cam kết sẽ bảo vệ Việt Nam trước những âm mưu thủ đoạn của Bắc Kinh. Đây chính là lý do vì sao năm ngoái, vào đầu năm 2022, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã ký một sắc lệnh cung cấp cho Việt Nam 2 con tàu chiến và 1 con tàu tuần dương cỡ lớn cho Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam canh giữ vùng trời, vùng biển, đảo Tổ quốc. Đây là một trong những hành động rất tuyệt vời trong mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, còn nhớ khi mà dịch bệnh Covid-19 chưa bùng phát thì Mỹ liên tục có những phái đoàn cấp cao sang Việt Nam. Đại diện Ngoại trưởng Mỹ cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã từng tới thăm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 2 con tàu sân bay cỡ lớn thuộc hạm đội Hải quân của Mỹ đã cập nhật bến cảng biển ở Hải Phòng và Đà Nẵng để thăm chính thức Việt Nam. Trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Washington DC, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng Việt Nam là ưu tiên số 1 của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và khu vực châu Á nói chung. Hiện tại thì Mỹ đang có mối quan hệ rất tốt đẹp với tất cả những lĩnh vực như quân sự, quốc phòng, an ninh, kể cả kinh tế và trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đó chính là lý do vì sao mà chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden nói rằng sẽ bảo vệ Việt Nam trước sự bành trướng ngỗ ngược của Trung Quốc. Theo hãng tin CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nói rằng Việt Nam là một trong những nước tuyệt vời nhất trên thế giới, nhất là trong đại dịch Covid-19. Việt Nam đã làm rất tốt. Mỹ đánh giá rất cao trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ người dân Việt Nam. Mỹ nói rằng cần phải học tập Việt Nam trong lĩnh vực này. Điều này cho thấy rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang rất tốt đẹp, đẹp nhất trong lịch sử những năm vừa qua. Kính thưa quý vị,
Trái ngược lại với Việt Nam thì Trung Quốc, một trong những nước láng giềng xung quanh với Việt Nam, đang có mối quan hệ được cho là xấu nhất trong lịch sử đối với cả nước Mỹ. Trong những năm vừa qua, chính quyền Tổng thống Mỹ và ông Tập Cận Bình liên tục đấu khẩu nhau trên tất cả các mặt trận, kể cả kinh tế, chính trị, xã hội và tất cả các vùng biển như vùng Biển Đông và vùng biển Hoa Đông. Chính phủ của Mỹ nói rằng Trung Quốc chính là mối nguy hiểm cho toàn thế giới, cho nên cần phải trừng trị. Hôm qua, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden mặc dù rất bận trong công việc nhưng ông cũng không quên nói rằng nếu như phía Trung Quốc gây hấn bắt nạt bành trướng đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, chính phủ Mỹ sẽ phát lệnh cho Hải quân, Không quân, quân đội của Hoa Kỳ cho phóng tên lửa phá nát con đảo tam hiệp phía Trung Quốc để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Và chỉ có như vậy, thế giới mới được bình yên. Nghe tới đây, chắc chắn có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng liệu Mỹ có ra phóng tên lửa phá vỡ con đảo tam hiệp của phía Trung Quốc hay không? Thì xin thưa với quý vị rằng Mỹ là một trong những cường quốc mạnh số một thế giới về cả nền kinh tế lẫn quân sự. Hiện tại thì Mỹ đang sở hữu rất nhiều tên lửa máy bay như B-52, F-35. Ngoài ra, Mỹ còn đang sở hữu hạm đội Thái Bình Dương, một trong những hạm đội hải quân lớn mạnh nhất trên thế giới, vùng Biển Đông và vùng biển Hoa Đông và căn cứ quân sự lớn nhất ở khu vực châu Á thuộc đảo Guam. Các nhà quan sát cho biết, Mỹ có thể phóng tên lửa từ đảo Guam, một căn cứ quân sự trên hòn đảo của Nhật Bản, hoặc có thể phóng ngư lôi từ tàu ngầm đang hoạt động ở vùng biển Hoa Đông. Mỹ có thể phóng tên lửa từ một căn cứ quân sự ở Trung Đông vào phía Trung Quốc. Ngoài ra, các chuyên gia, các nhà phân tích còn cho biết, không chỉ có Mỹ mà nhiều nước trên thế giới có thể phóng tên lửa phá vỡ con đập tam hiệp của phía Trung Quốc, đặc biệt là Triều Tiên, nước giao tranh với Trung Quốc. Ngoài ra, Ấn Độ cũng có khả năng phóng tên lửa phá vỡ con đập này. Đài Loan, một trong những nước mà mua rất nhiều vũ khí của Trung Quốc trong những năm vừa qua, cũng đã tuyên bố rằng nếu như Bắc Kinh còn muốn thôn tính Đài Bắc về phía Trung Quốc thì chính quyền bà Thái Anh Văn sẽ cho phóng tên lửa phá nát con đập này. Hiện tại thì con đập tam hiệp của phía Trung Quốc đang là con đập lớn nhất thế giới bởi nó sở hữu rất nhiều những cái thông số kỷ lục mà không có một con đập nào có thể có được, như chiều dài, chiều cao, năm xây dựng và chắn ngang con sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc và lớn thứ ba trên thế giới. Nhiều chuyên gia thủy lợi nói rằng nếu như con đập phía Trung Quốc mà vỡ thì nó sẽ nhấn chìm 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Điều này hoàn toàn là sự thật, bởi vì hồ chứa Tam Hiệp đang chứa rất nhiều nước, lên tới 65 tỷ mét khối nước. Trong hơn 3 tháng vừa qua, những trận mưa to đến rất to chút hàng triệu mét khối nước từ trên trời đổ xuống, cộng thêm lũ quét, lũ ống từ thượng nguồn ba con sông lớn nhất Trung Quốc, sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, sông Mê Công đổ dồn dập về hạ lưu nơi con đập Tam Hiệp đang chắn ngang. Đây chính là lý do vì sao mà mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đang vượt mức báo động đỏ tới 5-6 mét, nguy cơ vỡ đập là rất cao. Không những thế, Mỹ còn tuyên bố sẽ cho phóng tên lửa phá vỡ con đập. Và chúng ta hãy chờ xem, nếu như con đập tam hiệp của phía Trung Quốc vỡ thì điều gì sẽ xảy ra? Điều tồi tệ nhất trong lịch sử xảy ra, chứ còn điều gì nữa? Bởi vì loài người sẽ chứng kiến toàn bộ đất nước Trung Quốc sẽ bị san phẳng, bản đồ thế giới không còn xuất hiện trên Trung Quốc nữa. Khi đó, thế giới chắc chắn sẽ được bình yên. Thưa quý vị, nếu con đập tam hiệp bị vỡ, nó sẽ có sức công phá như sóng thần. Trung Quốc phải chịu những cơn mưa kỷ lục trong những tuần qua, dẫn đến trận lũ lụt tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều thập kỷ. Sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 5 trong năm, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp lại dâng cao. Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị điều hành đập Tam Hiệp, thừa nhận rằng một số cấu trúc ngoại vi nhất định của đập Tam Hiệp đã bị biến dạng do áp lực nước lũ. Cụ thể, 2,4 km đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử chạm mức kỷ lục 61.000 mét khối trên giây. Tuy nhiên, theo tập đoàn Tam Hiệp, áp lực này kéo dài không lâu. Những bức ảnh về đập Tam Hiệp xả lũ để giảm áp lực đang làm dấy lên sự hoang mang về liệu con đập có thể bị vỡ hay không. Thậm chí đã xuất hiện video mô phỏng hệ quả thảm khốc nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Theo tờ Wall Street Journal, thiệt hại sẽ rất đáng ngại khi mà nhiều thành phố bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, khoảng 40 triệu người ở 27 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt, gây thiệt hại trực tiếp lên tới 80 tỷ nhân dân tệ cho nền kinh tế. Khoảng 28.000 ngôi nhà bị sập, trong khi hàng triệu người phải di rời và ít nhất 141 người đã được tuyên bố là đã chết hoặc mất tích trong lũ lụt. Tuy nhiên, tất cả những con số trên sẽ không là gì nếu vỡ đập Tam Hiệp. Theo ông Michael Aulin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Harvard, Đại học Stanford, Mỹ, vỡ đập không khác gì thảm họa sóng thần.
tập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2006 với chi phí 31 tỷ USD. 1,4 triệu người phải di rời để xây dựng con đập với mục tiêu là để giảm nguy cơ lũ lụt tàn phá dọc sông Dương Tử. Một vấn đề nan giải ở Trung Quốc kể từ thời cổ đại, lưu vực sông Dương Tử chiếm gần một nửa sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc và con sông chạy qua các thành phố lớn như Vũ Hán với 10 triệu dân. Mực nước hồ chứa Tam Hiệp có thể giữ ở mức tối đa 175m theo Ủy ban Thủy lợi Trường Giang. Mực nước tại đập là 158,85m, giảm từ 164m. Tuy nhiên, khi sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 5 trong năm nay thì áp lực đối với đập Tam Hiệp có thể nhanh chóng gia tăng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn vẹn cấu trúc của nó. Mặc dù một sự cố của đập Tam Hiệp có thể không phải là mối nguy hiểm chính, tuy nhiên hậu quả địa chính trị của nó là đáng kinh ngạc để suy ngẫm. Đó là khoảnh khắc Chernobyl của Trung Quốc, ông Aulin viết trên tờ National Review. Vỡ đập Tam Hiệp có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước đợt thu hoạch mùa thu, có thể dẫn đến tình trạng giống như nạn đói. Vì đây là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện rất lớn. Cũng theo ông Aulin, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở hạ lưu, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn ở Trung Quốc và trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi cho quý vị vào những bản tin tiếp theo. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.